cũng phân lành, thầy dạy cho điều hết chúng sanh, may mắn dặn thờ đưa đến chốn tiền thiên và các chúng sanh lành. Như vậy thì quý vị bên nữ mình là con gái của Phật, quý vị bên nam mình là con trai của Phật đây. Mình là con của Phật thì cuối cùng sao? Con Phật thì Phật chắc, còn con ma thì sao? Ma bắt con quỷ thì quỷ nhiều. Hôm nay chúng ta được quy yếu Phật, được làm đệ tử ông Phật, thì cuối cùng mình được về Phật, mình được thành Phật. Như vậy thì rõ ràng hôm nay chúng ta về quê, đó là về diện kiến cha mình, đó là Đức Phật A Di Đà, cha mình đó là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, cha mình đó là Đức Thầy mình, đó là cha đó mình nào. Mà hôm nay Đức Thầy này chứ biết sao? Bây giờ kẻ sở người tài thì nói sao? Hiền lương đến hội cũng cười với nhau, là cũng gặp với nhau. Hay là chỗ khác Đức Thầy nói sao? Đức Thầy nói sao này quý vị?